Sáng nay 12 tháng 8 tại sân vận động huyện, Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn đã tổ chức khai mạc giải bóng đá nhi đồng năm 2023. Tham dự giải có 13 đội bóng đá nhi đồng đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu theo hình thức chia bảng, chọn đội nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết và chung kết. Giải là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em nhi đồng trong dịp hè năm 2023. Bên cạnh đó, các em nhi đồng được giao lưu học hỏi, chia sẻ niềm đam mê bóng đá nói riêng và các môn thể thao nói chung. Qua giải đấu nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học, động viên phát triển phong trào bóng đá lứa tuổi nhi đồng, từ đó phát triển phong trào bóng đá cộng đồng tại địa phương, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải, huyện Gia Viễn sẽ tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu, thành lập đội tuyển tham dự giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Bình năm 2023. Giải diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2023.